Chào mọi người nha, thì hôm nay thì lại là một cái gốc nhỏ bên sau lưng em, và cái cây này là một cái cây mà hầu như là thường được nhận được rất nhiều, và cái loài này thì cũng cực kỳ là nhiều các loài khác nhau. Và cái cây này em xin giới thiệu với mọi người, đó chính là cái cây vạn niên thanh nhau cột, hay còn gọi là cái cây môn trường sinh nha mọi người. Đây là một cái cây sai cỡ đại, và nó được dùng để trồng leo cột như thế này mọi người ơi. Khá là cao đấy mọi người ạ. Đây là có thể là cây này, bên này thì nó đang khoảng từ 1,5 mét cho đến gần 2 mét nha mọi người. Nó cũng có thể cao hơn, và nếu mọi người biết chăm sóc thì nó sẽ có thể cao hơn nữa. Và cái cây này thì hầu như không có gì sai lạ đối với mọi người đúng không ạ? Thì cái cây này nó là một cái cây được xuất xứ từ Brazil, và hiện nay đã phân bố hầu hết trên toàn quốc, và trong đó có Việt Nam. Hiện nay cây này ở bên Việt Nam cũng đang trồng rất là nhiều, và hầu hết được các nhà vườn săn đón, hoặc là những người văn phòng trồng để trước văn phòng hoặc là trước sảnh công ty, đều rất là đẹp mọi người. Thì đặc điểm chung của là cây này, đây là một loại cây thân thảo nha, lá nó mọc từ thân, và cái cuộn lá của nó khá là dài hơn luôn ạ. Lá của nó không mọc từ thân ra, rồi là khá là dài, và lá của nó này, lá của nó cực kỳ to, của nó sẽ bút bóng như thế này. Lá của nó có chiều dài khoảng từ 25-30 cm, và chiều rộng của nó là sẽ tầm khoảng 20 cm, mọi người, rất là to, và nó đang màu xanh mát mắt, để lại nhiều ấn tượng đối với người nhìn này. Thì còn mặt dưới của lá này, nó cũng rất là nhạt. Ngoài cây vạn niên này thì nó sai cỡ nhỏ hơn, thì nó kích thước mà mọi người muốn mua thôi. Và cây này thì nó có một cái sức sống khá là mãnh liệt, hầu như là chăm sóc không cần cầu kỳ, mọi người tưới đủ nước và độ đủ ẩm cho cây này, thì cây có thể hấp thụ ánh sáng và quang hợp một cách tốt nhất, thì cây sẽ phát triển và sống rất là lâu dài, và nó đem đến nhiều sự may mắn và thịnh vượng cho những người gia chủ trồng nó nha mọi người. Thì cây này nó sẽ đem tới những cái tác dụng và cái ý nghĩa phong thủy để cho mọi người. Trong cái video dưới đây em sẽ cùng mọi người tìm hiểu về cái loại cây này đặc biệt này nhá. Thì về đặc điểm chung thì nó em đã vừa giới thiệu rồi, đó là một loại thân thảo có màu lá xanh lục rất là đẹp, màu xanh máu xanh nước rất là đẹp nha mọi người. Nó sẽ giúp cho cái khoảng không gian trong gia đình của mọi người sẽ trở lên tươi mát hơn, đặc biệt là mọi người trồng trong các cái chậu trắng to thì mọi người có thể phối vào để chiếu sạch trên ban công. Ngoài ra ấy, thì về cái đặc điểm của cây này, nó trồng trong một cái hình dạng đó là mọi người đặt một cái đúng này, sau đó mọi người trồng cây và để cây cứ leo dần lên, cây cũng có thể cao hơn và có thể leo được trên nữa, và cây này leo rất là nhiều, rất là cao. Cây này thì giá thành khá là trong và phù hợp với túi tiền nha. Về ý nghĩa môi trường thì cũng giống như các loài thực vật khác, thì cái cây cột vạn niên này sẽ giúp cho thanh lọc không khí trong nhà này, bên cạnh đó nó còn có thể hút bụi này, giảm thiểu các cái chất độc hại và cái giảm lượng độc tố hữu cơ trong cái không khí trong gia đình mình này, nó sẽ rất là thân thiện đối với môi trường. Và đặc biệt cái cây này đang được trồng rất là nhiều, hầu như đi đâu cũng mọi người cũng có thể thấy cây này trồng nhiều, mọi người khá là cao. Công dụng ý, cái cây này thì nó sẽ thường được dùng để trang trí này, được trồng ở nhiều nơi như là ở các cửa hàng này, đại sảnh khách sạn, hay là văn phòng, hay là để cầu thang, hoặc là trang trí ban công trong những cái ngôi nhà lớn, hoặc là mọi người để ở trước cổng nhà thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng không cực kỳ đẹp, thì nó còn có tác dụng đối với làm đẹp trong không gian kiến trúc này, tạo ra cái không khí trong này, giảm thiểu các khí CO2 và các chất độc, khí bụi, và tạo ra các cái cảm giác thoải mái, giúp cho tinh thần của bạn trở nên thư giãn hơn trong những cái công việc làm việc căng thẳng. Còn về vị trí mà đặt cây này thì cũng có rất là nhiều cách đặt cái cây này, vì cây này khá là phù hợp với nhiều góc trong gia đình, và trong các cái gọi là các
cái góc đẹp mà mọi người muốn để thì nó sẽ được sử dụng ban công, hành lang, cửa sổ, hoặc là nơi chỗ để thoáng mát này. Cái loài này nó còn có rất là nhiều loài khác nhau, mọi người có thể có một số loài như cái loài mini, chầu bà mini mọi người ơi, bạn thiên thanh xanh nhé, mini có bạn thiên thanh vàng hay gọi là, hay còn có các cái bạn thiên thanh cẩm thạch rất là nhiều. Những loài này thì nó cũng có thể làm cái giỏ treo, mọi người có thể mua về để treo ban công, mà nó sẽ thường sẽ có thể leo dài ra nhìn tua tủa xuống, nhìn cực kỳ đẹp luôn mọi người ạ. Mọi người có thể sang bên em thì hầu như là các loại cây như thế là đều có sẵn nha mọi người. Thì mọi người nên ở để cho những cái cây không tốt như thế này ấy, thì cái cây này cực kỳ hợp với những cái không gian mở và những cái nơi thoáng mát và có đủ ánh sáng. Cái này thường thường mọi người cũng có thấy ở những cái nơi nghỉ dưỡng rất là nhiều đúng không ạ? Bởi vì nó khá là được ưa chuộng. Về đối tượng mà hay được sử dụng nhất đối với cái cây này thì là đó là các gia đình mà có ban công này, có cửa sổ và tích hợp với trong một không gian nhỏ, các ngôi nhà mình trong thành phố, hoặc là sử dụng văn phòng làm việc, quán cà phê hay là nhà hàng nha mọi người. Thì đa phần ý, cái điểm nhấn và độc đáo hơn, nó sẽ tạo điểm nhấn và độc đáo cho nơi ở của mình, giúp cho không gian trở nên xanh tươi và gần gũi hơn. Sử dụng mọi người cũng có thể mua nhé, mua để sử dụng làm quà tặng này, làm quà mừng thọ hay là vào các dịp tân gia chẳng hạn. Mọi người có thể mua về, cái cây này mang ý nghĩa rất là đẹp, nó mang đến sự may mắn này, sự bình yên và cảm giác tươi mới trong văn phòng đó. Nó sẽ làm cho nội thất của mình trở nên nổi bật hơn. Và cái cây này ấy, mọi người cũng thường biết đến là trong dân gian ngày xưa ấy, thì cái cây này cũng khá là được ưa thích, bởi vì nó là biểu tượng cho sự cát tường nữa, là biểu tượng của sự cát tường mọi người ạ. Nhưng ngoài là có ý nghĩa về môi trường, về làm đẹp hay là về trang trí, thì ngoài đây thì nói tới cái ý nghĩa phong thủy của vạn niên anh đạo của chúng ta thì cũng không thể là gọi là không thể nói hết được mọi người ạ. Thì dân gian nó coi cái loài cái cây này là một cái loài cây cát tường này, trồng nhiều ở các dịp trong nhà này và các ngày lễ Tết hoặc là các ngày quan trọng chẳng hạn. Thì mọi người đặt một cái chậu vạn niên trên bàn ý, thì sẽ với cái ngụ ý là sung túc tốt đẹp và cả năm gia đình êm ấm hòa thuận này. Và trong hoa kính người biết dân hô chung thường trồng cái loại cây này hôn nhân cưới này, trẻ nhỏ ra đời này, tất cả những cái chuyện vui mà không thể không dùng tới cái cây này. Cái cây này mang đến cực kỳ nhiều may mắn và sự thịnh vượng cho gia chủ cho mọi người. Và ngoài ra cái cách chăm sóc của cây này khá là đơn giản. Cây này là một cái cây khá là ưa nước nha mọi người. Thì mọi người khoảng là 2 ngày tưới nước khoảng một ngày thì mọi người sẽ tưới nước khoảng 2 lần, sáng vào tầm chiều tối là cái khoảng thời gian thích hợp nhất để cây có thể hấp thụ được cái chất dinh dưỡng và có thể trao đổi cái tính chất tốt nhất để cây có thể phát triển này. Ngoài ra nha, mọi người cũng thường xuyên nên lau lá cho cây, lau lá để cây có thể quang hợp tốt hơn và giảm thiểu khói bụi trong gia đình của mình. Đó. Cái cây này đang có sẵn cho mọi người, bên em đang có sẵn rất là nhiều. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ trực tiếp ngay nha, hoặc là qua ngay bên trực tiếp shop này. Thì ngoài cây này ra ấy, thì bên em còn cực kỳ các nhiều loại cây khác nữa, như là cây cây đại, cây tự bản mọi người, cây tự bản là nó cũng to thế này mà mọi người trồng trong chậu xứ mà làm về tiểu cảnh trong nhà cực kỳ đẹp mọi người ạ, rất là đẹp mọi người ơi. Lá của nó to và dày lắm mọi người, hiện cái này còn đang mang rất là nhiều mầm đẹp. Cái này cũng có hoa mọi người, hoa của sẽ có một cái màu đậm có cái vị khá là thơm, hoa của nó có thơm lắm mọi người đó. Còn có cái cây bạch mã hoàng tử này mọi người ạ, bạch mã hoàng tử thân màu trắng ngà, cái này rất là được yêu thích mọi người ạ, đặc biệt là giới văn phòng rất là thích cái cây này. Còn có các cái cây như là cây chuối thiên điểu, cây chuối thiên điểu thì mọi người cũng biết đúng không, cây chuối thiên điểu thì nó có một cái hoa của nó giống như hình dáng của con chim thiên điểu với cái một cái màu sắc là đỏ hoặc là cam hoặc là đỏ sẫm, cái cây đấy khá là nhiều màu sắc đó, cái đấy ở phía đằng sau này mọi người ạ. Và
Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua đây nha. Bên nhà đang có rất là nhiều. Nếu mà mọi người mua ấy, mọi người sẽ được kèm theo nhiều ưu đãi và các phần quà đặc biệt. Để mọi người cũng có thể mua cho combo cây thì mọi em bên em sẽ hỗ trợ ship này và cũng có thể tặng thêm nhiều phần quà như là khắc tên lên chậu miễn phí cho mọi người, hoặc là các phần quà cực kỳ đặc biệt cho mọi người, thì mọi người hãy liên hệ ngay qua shop em để mua cây nha mọi người. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem.